Rồi tới vị khách tiếp theo. Chắc là anh trai hả? À, rồi anh trai, mời anh. Dạ, nay sao mặc bộ đồ lính rồi nè. Dạ. À, mặc bộ đồ lính rồi. Dạ. Dạ. Nhìn còn oai hùng quá ha. Quá là quá. Dạ. Trên ca sĩ Tuấn Vĩ mà. Dạ. Rồi. Thì nói chung á là nói luôn không? Rồi, rồi để em cài cái micro cho anh đã ha. Bây giờ mình nói chung đi, đừng nói riêng ha. Rồi nói chung. À, nói chung, rồi nói chung rằng sao? À, đi đâu mà thấy ăn mặc thấy kịch cộm quá này, giống y chang như là trước 75 quá ha. Đang. À, cái đờn. Cái đàn cứ mỗi lần là mình trống vắng người đàn thì tất nhiên ôm cái đàn vô đây cũng được, là người đàn bà bên cạnh mình. À rồi, vậy là trống vắng đàn bà thì lấy đàn này. Bây giờ mình thể hiện liền đi anh. À, anh mở cái đờn ra, anh thể hiện cho em cái theo đúng cái phong cách đây. Rồi nãy giờ em phỏng vấn nhiều quá rồi, bây giờ em cũng muốn xả stress một chút xíu. Rồi bây giờ ca sĩ Tuấn Vĩ, mình với Tuấn Vĩ làm một bản để chúc cộng đồng đi ha. Dạ, bây giờ anh cứ thể hiện hồi nữa thì mình sẽ kết hợp. Rồi. Bởi vì cái sở trường của anh trước đi, anh cứ dùng sở trường trước đi rồi hồi mình kết hợp nhanh nha. Mà cho hỏi anh tên gì và ở đâu tới đây? Xin chào với cộng đồng, quý vị tất cả, cái cộng đồng mạng trên mọi miền đất nước. Mình là Võ Văn Nuôi, sinh 1962, đến từ thành phố Phan Thiết. À, Võ Văn Nuôi, ở về cùng Phan Thiết với chị đó rồi. Rồi đi chung hay là đi riêng vậy? Riêng. Mình đang làm ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. À, vậy đó ha. Dạ. Rồi, nhìn là biết nghệ sĩ rồi ha. Dì đàn gì cho nó lên dì đàn này. Dạ. Bây giờ hiện tại thì anh đang làm công việc gì ở trên đó anh? Tất nhiên là sự kiện. Dạ. Nghệ thuật. Dạ. Tự do. Dạ. Là nói chung là sự kiện thì chắc chú Tuấn Vĩ biết rồi cái gì. Dạ. Mà tự do nữa. Tất nhiên mình có giấy phép coi như là chứng nhận mình là bên ảo thuật gia. À, vậy hả anh? Chút nữa nếu cần thì gửi đến cộng đồng bạn coi như một chương trình nó hơi đẹp. À. Nay mai nếu mà có kết được là coi như cái mối tư duyên nào đó thì khỏi cần tốn quà. Dạ. Tốn bông, tốn bình. Rồi, nhà ảo thuật mà. Dạ, ok anh. Rồi. Anh thể hiện đi. Xong một cái là có luôn, khỏi rồi. Xin kính chào quý vị khán giả trên mọi miền đất nước gần xa. Dạ. Hôm nay mình đến đây là mình mang coi như là một cái kỷ niệm đặc biệt trong tâm mình để gửi đến tất cả coi như cô chú, tất cả anh chị em trên mọi miền đất nước. Dạ. Một điều. Đó là bản nhạc ca ngợi về quê hương miền Tây. À, ok. Vì đơn hai lạc. Gạo trắng nước trong vui cùng vui ấm no cuộc sống, miền đồng tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu lưng mặn nồng. Ai đi Tiền Giang huống và Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về mình nói hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc gặp Tuấn Vĩ hay mình về An Giang. Miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng, miền
thầy ơi, sông nước Cửu Long chín nhánh phù sa, đất lành khắp chốn nở hoa. Đưa điện thoại cho. Buông bồi mặt sông mượt mà mỏi em. Dần trăng lên theo bước chân đi, qua đường quê mấy nhịp cầu tre. Miền Đông thắp ruộng lúa mênh mông, in mưa bướm bay lập lè. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thân con đường xưa bên cũ miền Tây. Cười giọng nói trong cố tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương. Miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng. Miền Tây ơi sông nước Cửu Long chín nhánh phù sa, đất lành khắp chốn nở hoa. Buông bồi mặt sông mượt mà mỏi em. Vần che nghiêng bóng ánh trăng nghiêng, qua đường đi mấy nhịp cầu tre. Miền Đông thắp ruộng lúa quanh năm, quanh vườn ao đơm khuya lập lè. Ơi miền xa nhớ về quê nhà, con đường xưa bên cũ miền Tây. Chúng tôi rộng nói trong cố tình thân thương, câu hò câu hát nghe chặt chẽ quê hương. Wow, quá tuyệt vời luôn. Đúng là chất nghệ sĩ. Thì hôm nay bây giờ tạm thời như vậy đi ha. Coi như là bài đầu tiên, coi như mình mở màn vậy đi, để coi như chào màn chào hỏi. Coi như màn chào hỏi. Bây giờ cho em hỏi nè, là thứ nhất là em muốn hỏi là hôm nay anh xuống gặp em là anh mang cái tâm tư gì đến, hay là anh muốn bày tỏ cái nỗi niềm gì để em biết, để em ghi nhận cho anh. Rồi xin chào quý khách. Tất nhiên mình xuống đây là mục đích là tất nhiên phải có một cái tâm tư. Dạ. Mà cái tâm tư không ngồi cái vấn đề vậy là tất nhiên là trống vắng cô đơn. Dạ. Nếu năm nay mình nói với cộng đồng là không thể chấp nhận, không thể tiến được, nhưng mà đôi khi chuyện lạ lại có thật. Đến mãi miết bây giờ vẫn chưa có một hạnh phúc. Rồi tình trạng hôn nhân của anh thì thế nào? Hôn nhân là như thế này. Mình sinh năm 1962. Dạ. Thì lúc đó là mùa Mậu Thân năm 1968. Dạ. Thì cha mẹ coi như đã qua đời. À. Mình là mồ côi lúc 6 tuổi. À. Thì trong khi đó thì cha mình trước đó là bên đó là Sơn Đông Bãi Giỏ. À. Là tất nhiên là ông bạn coi như là tay trái tay phải với ba mình. Ổng nhận mình về. Dạ. Ổng đào tạo rồi những cái chương trình này, những cái chương trình nọ. Rồi đến khi năm 1975 là giải phóng hoàn toàn đất nước. Dạ. Thì trong thời gian đó là mình cũng hấp thụ, mình cũng am hiểu một số vấn đề. Bên đó là Sơn Đông Bãi Giỏ, tất nhiên đôi khi nó phải dùng trong cái sự ảo thuật. Để nó mạ mắt của thiên hạ, rồi nó sẽ giới thiệu những cái sản phẩm, những cái mặt hàng để nó bán. Yeah. Đó là đời sống mi sơn mi của cuộc sống của mỗi là bao nhiêu thành phần khác nhau. Thì cho đến khi năm 1975, lúc đó mình 13 tuổi đó. Yeah. Cho đến khi năm 1980. Yeah. 80 là lúc đó là tất nhiên mình sẽ quay về, mình sẽ quay về lại là nhà cửa của mình. Yeah. Thì lúc đó là nó có cái phong trào văn nghệ, văn hóa quần chúng. Dạ. Thì lúc đó hầu có thời trai trẻ của mình ít nhiều đi ra, mình cũng biết một chút chút về lời ca tiếng hát. Thứ dạ. Hai nữa là cái đẳng cấp của mình là trên cái quan điểm là tất nhiên ảo thuật. Thì mới sát nhập vào là tất nhiên là trong cái đoàn là ca múa, đoàn văn công múa, nhạc kịch.
dạ. lưu động để dạ. phục vụ cho đồng bào coi như đồng chí các vùng sâu vùng xa. Dạ. Đó. Cho đến khi bắt đầu là năm 85. Thì lúc đó cái thời điểm nó kinh tế khó khăn mà hầu như nguyên cả một tụng với một miền đất nước đều khó khăn đi kinh tế hết. Dạ. Nó mới thì trai nào lớn lên không vợ, gái nào lớn lên không chồng, cuộc đời em đều có tương lai hạnh phúc cả, không sớm thì muộn. Thì lúc đó thì nói chung là có nhiều cô yếu thì mình cũng chấp mộng gian cái cánh đồng của mình là đón cái tình yêu. Dạ. Thì sau khi yêu rồi về nhà thì con nó cũng tấu trình cho cha mẹ, thì cha mẹ quen người đó như thế nào. Dạ. Anh nói một của cha mẹ nhà cửa không có. Dạ. Thì không thể nào một người cha một người mẹ chấp nhận được, con mình là con gái mà. Đó. Bây giờ có con, bây giờ gả, bây giờ cái là cái chỗ không có nơi nương tựa thì không ai chấp nhận. Dạ. Thì bị từ chối. Dạ, bây giờ vậy. Em cũng nghe anh kể qua cái cuộc sống của anh là trước đây thì anh cũng theo cái nghề gọi là sơn đông mài võ, về cái ngành nghệ thuật. Rồi nói chung, rồi bây giờ cho em hỏi này, anh gặp em thì anh muốn bày tỏ về cái vấn đề tình duyên, rồi anh có mong muốn ở em hỗ trợ cho anh, hay là mong muốn là ghi nhận anh để kiếm ý trung nhân, hay là anh đã nhắm tới một cô gái nào thì để em biết để em ghi nhận rồi xin chân thành cảm ơn. Yeah. Rồi tất nhiên mình đến đây là mục đích là để coi như mình cũng tìm cái mối trung nhân. Bởi vì mình nghĩ rằng người ta hơn tuổi mình, người ta còn đến được, ta tạo cho người ta hạnh phúc được, thì mình nhỏ tuổi người ta mình vẫn còn cơ hội. Nhưng mà mình đến đây là tất nhiên cái niềm tin của mình nó không còn. Cái tự hào của mình không có. Bởi vì thứ nhất là mình độc thân. Cha mẹ hoàn cảnh quá mất quá sớm. Nhà cửa cũng không, nhưng mà nghề nghiệp ổn định. Đó. Nhưng mà điều bây giờ thì con cái sao anh chưa có con hả? Không có con, đến khi mà yêu đến người thứ nhất quá tầm, thứ người thứ tư luôn cũng trả lời như nhau. Thì ai dám chấp nhận là con rể trong gia đình này. Trên từ cái đó nhất quá tam bước lần thứ tư không được nữa là quyết định là đề cô độc suốt đời cô đơn luôn. Đây nó có sách mấy cái vấn đề, bởi vì mình lên trên đây mình không giấu được, nhưng mà phải nói thật tiện anh mắt thấy tai nghe trực tiếp luôn, thấy tướng quỷ mệt mỏi quá. Đúng bữa nay tôi thấy là cái sự khách đang chờ đợi rồi hơi bị ghê. Đây thứ nhất là cái hộ khẩu rồi. Đó, một hộ một khẩu luôn. Quan hệ gia đình không ai hết. Rồi em thấy rồi, em thấy rồi em thấy rồi, anh cất đi. Rồi đây chứng minh đó, cái này phải đưa qua cái chứng minh rồi, đó. Em thấy rồi. Đâu cái này phải đưa qua bằng cấp. Ở đây là chứng minh là Võ Văn Nuôi. Võ Văn Nuôi, còn cái bằng kia là bằng gì anh ạ? Ảo thuật. Ảo thuật gia. Bằng ảo thuật gia. Có luôn. Rồi đây trong thời gian làm ở Bình Dương. Tôi giới thiệu xin về làm ở thành phố Đồng Xoài đó. Rồi sơ lý lịch đây luôn. Rồi tốt đẹp 100 phần triệu luôn. Rồi xong rồi, ý là đến đây để giới thiệu rồi, để kết thúc nhân nhân rồi ok anh. Rồi bây giờ đó là bây giờ là bây giờ nghề nghiệp tất nhiên là cái thu nhập thì nói chung á thì đôi khi mình không phải là làm không được. Vô trong một cái tổ chức nó có cái sự tập thể, là chẳng hạn như ở đây nhu cầu của cái live show đó, cần có những cái ca sĩ, cần có những tiếng hát, cần có những nhà ảo thuật lớn đó này kia nọ. Rồi thì bây giờ vậy nè, là sẵn á thì cũng có một số vị khách đang còn ngồi ở đây. Biết rồi. Cho nên là anh gửi tặng cho các vị khách đang ngồi ở đây một cái ảo thuật nào đó mà anh có thể có sẵn đó, để cho mấy chị thưởng thức, để hồi nửa xe tới thì mấy chị phải về. Sau khi cái màn bởi vì nói đúng nghĩ đúng cho phải đúng. Là cái chứng minh mới thật tế đó, cái đó mà là cái đúng. Sau xong bắt đầu là vừa rồi mình có cái chương trình của cái cô về cái cô vàng đấy. Đang là coi như có máu nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật, ca hát đó. Bữa nay mình đáp lại là bên kia là heo, là bữa nay là mình trâu. Đây xin đi nha, thế đây cầm mấy xin đi nha, để mình đồ bệnh đây. Rồi, chúng ta ngồi xem ảo thuật nha. Anh ảo thuật về môn gì đây? Coi như là nói chung là nếu ai đến với mình là khỏi tốn tiền bông. Tốn tiền bông cho tốn tiền. Khỏi tốn tiền bông.
sẵn anh giới thiệu về cái môn mà mình ấy luôn nha, cái bộ môn mà mình đang dùng đó, ví dụ như là cái gì, cái múa lửa hay là cái rồi bây giờ đây những cái chương trình này mình diễn là mình sẽ để cho quan khách biết. Dạ. Đây. Dạ. Rồi đây, coi như là quý khách hãy nhìn vào sân khấu. Khoan nha, để em kéo cái bàn này ra. Chết cha. Đó, xin lỗi anh nha. Rồi, anh kéo cái ghế đó ra đi, anh kéo cái ghế đó ra. Rồi. Không, anh kéo cái ghế đó ra mới được, biểu diễn nó mới thoải mái được. À, vậy ha. Rồi. Rồi, dạ. Rồi đây. Mắt thấy tai nghe. À, một. Chị kéo cái ghế đó ra bên đây cho em. Hai. Ba, có nghĩa là không có gì hết. Dạ. Rồi đây. Đây là cái cây. Bây giờ trước mắt đây là người ta 1, 2, 3, tôi để cây vô. Chọt cho gái là tất nhiên là mọi người vẫn biết đây là sẽ có bông. 1, 2, 3. Rồi đây là một cái bông. Wow, hay quá. Rồi xong bây giờ mình để cái bông này là trước mắt là cái bông này cô dâu đi. Dạ. Rồi bây giờ tới cái phiên bông đó là chú rể nữa mới là quan trọng đúng không? Rồi. 1, 2. Chết rồi. Có thấy gì đâu. 2, 3. 3. Hả? Hai bông luôn hả? À, vậy là thành là chú cô dâu một cái, chú rể một cái. Dạ, quá hay. Đó là đơn giản. Đó, dạ. Rồi, chị cái đó là ngắn gọn. Dạ. Nếu mình mở lớp đào tạo dạy, nếu ai học môn này thì 300. Hoặc theo một câu thì có thể là 500, 700. Rồi, dạ. Xong để đây. Rồi, tiếp tục chương trình nha. Rồi, quá hay rồi. Bây giờ dày khoan để tán thưởng đó. Thì đây là mình phải có sự thực, có thực mới vượt được đạo. Coi như cái này là khán giả, em là trên vai trò một khán giả, em lên bông nha. Để cho nó máu chứ không có gì hết. Rồi để cho nó máu, rồi anh thôi xin nhận đây là cái sự vinh hạnh đúng không? Dạ, cái niềm vinh dự dạ, và dạ. Tự hào rồi. Dạ. Cảm ơn chúng ta nha. Rồi nhận rồi. Rồi, nữa không? Bây giờ mình lên cái này để mình nói đến cái cô mà vàng gì đó. À, cô vàng cá cổ phải không? À, cô vàng cá cổ. Là anh muốn bày tỏ tới cô vàng. À, cho nên là bây giờ anh dùng bằng lời ca tiếng hát và dùng bằng cái tài năng của mình để mà tỏ tình đến cô vàng. Đúng, để cho nó hợp. Rồi, để cho nó hợp. Sáng ngày giờ vợ chồng mình chở nhau đi làm việc. Tối mình có sự kiện, có cái này kia cái nọ, dắt vợ chắc con đi. Thương vợ phải yêu con. Đúng rồi. Một ngày cũng tình, hai ngày cũng nghĩa, lỡ nay mai chở gió trái trời thì con cũng nghĩ cha Dượng nó biết. Đó, biết cho mẹ thương cho mình. Bởi vì là hôm bởi vì mình không có con, mình không có con, mình cũng không có vợ nữa. Dạ. Mình gặp những cái trường hợp mình rất là quý. Còn cái cư xử đối xử là số 1, yes. Dạ. Rồi xong bây giờ vô nha, rồi trấu nha. Hôm trước á là em nghe cô Vàng nói là lấy một người chồng, đừng có ngăn cản cô Vàng đi hát. À, muốn người chồng đó ủng hộ cho cô Vàng trong cái việc mà cô muốn đi hát thì đừng có cản cô. Đúng. À, vì lẽ đó mà hôm nay là anh nuôi là đánh đường từ ở trên Bình Dương xa xôi xuống đây, là xuống để bày tỏ với cô Vàng là qua những cái câu hát cũng như là qua cái sự mà bày tỏ về cái tài năng là ảo thuật của mình. Dạ, quá tuyệt vời. Rồi mà mình là tự do rồi, coi như là tuổi già rồi, sống qua ngày chờ gì chờ qua đời. Đó cho nó làm lao động vẫn lao động. Nhưng mà giải trí ta phải bù đắp lại những giây phút mà ta mệt mỏi đúng không? Rồi bây giờ chuẩn bị xin gửi đến cộng đồng thứ nhất nữa là coi như là cô Hoàng nghe nha. Chắc nghe đây. Chắc nghe đây nha. Ok. Hai câu thôi. Ủa sao không lấy đơn? Cổ. À cổ. Tự mấy bữa. Dạ. Tự mấy bữa là cô Hoàng cổ. Dạ, thì dạ, mình dạ. Phải đối kháng lại bằng cổ. Dạ rồi, em xin lỗi làm anh mất trấn. Hồi nãy mình nhạt rồi. Dạ, làm anh mất trấn rồi, anh uống miếng nước đi, rồi làm lấy trấn lại nha. Trâu ơi đi cày. Trâu ơi đi cày nha. Đồng có kia với ngon có kia là của những dân quê. Em bé dân quê Việt Nam là mầm non tươi sáng. Chúc mai đây cây lúa lên bông. Em đánh giận thật
nhanh. Trời đã rạng đông trâu ơi, hãy theo ta ra đồng cho sớm. Những hạt sương khuyết đậm mềm trên tham có toàn dưới nương xa, còn ta đây đọc chữ ấy ta. Quá hay. Trăng lặng hay chưa một góc trời hồng, lùa trâu ra chuồng ta đọc dần ngược trâu tắm ao làng tôn lại dần xuôi. Bỏ học bỏ hành cha mẹ sẽ buồn thêm, trâu ơi hãy nhớ lời ta đừng ham chơi mà dẫm lúa. Vì bao đọt lúa xanh là bấy nhiêu gian khổ, người dây trâu đã cực khổ bao ngày. Bỏ học bỏ hành cha mẹ sẽ buồn thêm, trâu ơi hãy no bụng hay chưa hãy trở lại đây mình dời sớm cù. Bụng trâu căng ngôi đồng không hết cỏ, bếp nóng khôi lùi đỡ giả kẻ chăn trâu. Nhốt trâu vào chuồng ra sông ta gánh nước, là lúc trời lên trăng đá mọc sao đồi. Trâu ơi hãy ngủ hay chưa để tới đun khói xua bay mũi đói. Mấy cọng rơm ta lót cho trâu làm nệm, gió lạnh đông về ta lấy ra làm chăn. Quá hay luôn, tuyệt vời á. Từ nãy nói nhiều quá nó không biết. Dạ em hiểu. Nói chung là tuổi của anh mà anh còn hát được như vậy là quá chi là hay rồi. Chứ đừng có e ngại gì cái chuyện là khàn tiếng này kia. Em đây mà bây giờ là, trước đây thì em là ca sĩ mà bây giờ em là ca suyễn nè. Đâu mà hát được nữa. Lớn thì cái chuyện đó là chuyện mai một, là chuyện bình thường. Mà cho em hỏi anh nè, hôm nay cái chủ đề chính là anh muốn xuống để bày tỏ với cô Vàng về những cái tình cảm của mình. Thì anh quý mến cô Vàng qua những cái điểm nào? Thứ nhất, có cái tinh thần văn nghệ, văn hóa nghệ thuật là số 1. Dù nghèo, dù khổ, dù đó như thế nào không cần biết. Nhưng mà cái văn hóa, cái nền văn hóa nghệ thuật luôn luôn lúc nào nó là cái then chốt hàng đầu trong cái trong cuộc sống của người ta. Đồng cảm ha. Đó, bằng ngày mệt mỏi, tối về chẳng hạn nha, rủ nhau. Trên chỗ này người hát câu này, người hát câu nọ, rồi về là có như ngủ, rồi tiếp tục ngày mai cuộc hành trình đó là như vậy. Thứ nhất đó là cái sự đồng cảm. Đó. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái cô Hoàng này á mà cảm thấy rằng không đồng ý và không chấp nhận thì mình có cái phương hướng thứ hai. Mà phương hướng thứ hai này không phải là giàu, không phải là đẹp. Nhưng mà con người sống phải có tôn ti trật tự, phải trái văn minh nghĩa tình trọn vẹn, phải phân biệt được giai cấp. Đó, cái tuổi mình nó đầm đầm với cái đương trạng, với là cái cô tất nhiên là Nguyễn Thị Thu Hương là quê ở là tất nhiên là Đà Nẵng, Bình Định, Quy Nhơn, Bình Định. Đó cũng là một cô cha mẹ, cô cũng là cô trong clip, cô cũng là một cô cha mẹ, nó đồng cảnh quá đi. Thì hai người đến với nhau là cũng không có vướng bận gì hết. Đó thì nó mang cái tính chất xã hội cộng đồng, nghe qua mình đứng lên hôm nay mình chọn cũng là mang tính chất nó hợp lý và hợp tình. Anh biết không, để em muốn bày tỏ cái cảm xúc của em lúc này một cái. Được rồi. Sáng giờ đó em tiếp cũng khoảng chừng gần 30 người khách. Có mày thấy đến, đúng. Đến thời điểm này đó, trước khi gặp anh là em buồn ngủ lắm rồi đó. Mà cứ tự dưng gặp anh cái em sáng mắt ra. Khi thế đúng không? Khi thế là đúng không? Gặp anh cái là em sáng mắt ra. Có thể là ý em muốn nói đây đó là thấy cái phong thái của anh này rất là rộn ràng và rất chi là đang còn năng động. Vui vẻ yêu đời đúng không? Vui vẻ yêu đời. Cho dù em nghĩ là có một số cô chú khi xem cái chương trình này có thể là thấy nó không biết cái ông này sao mà ổng giống như Tôn Ngộ Không vậy, giống Tề Thiên, ổng làm giống như Tề Thiên. Nhưng mà thật sự đó thì cái tâm hồn của người nghệ sĩ thì đôi khi nó khác người ở cái chỗ đó. Đúng rồi. Nó khác người ở chỗ đúng, đó. Đúng, đúng, chính và xác. Em thì em trân trọng, em rất là trân trọng điều đó. Nên là dù sao á thì như hồi nãy em nói đó là em tiếp 30 người khách mà em buồn ngủ, bây giờ gặp anh cái em sáng mắt ra em mới buồn ngủ. Cho nên là ngày hôm nay
Cái thời gian còn lại là em dành cho anh. Anh muốn bày tỏ điều gì để không có uổng cái công của anh hôm nay anh đi xa xôi đến đây, để anh bày tỏ. Khi nào mà anh cảm thấy cạn lời thì thôi, em sẽ nguyện dành cho anh cả cái thời gian này, em không có tiếc. Đó thì bây giờ thứ nhất này là anh cũng đã hát một bài này. Điều thứ hai, anh cũng bày tỏ đến cô Vàng những cái lời hay ý đẹp. Điều thứ ba là anh cũng có một cái bộ môn ảo thuật gọi là khi khán giả xem là xem miễn phí rồi, được xem một màn miễn phí môn ảo thuật. Thì hôm nay ngoài những cái điều mà anh đã thể hiện ra thì anh còn muốn thể hiện thêm những điều gì, hay là còn mong muốn điều gì nữa hay không? Thì anh nếu mà thể hiện thì nhiều điều để thể hiện. Nếu mà nói về ảo thuật thì nó đơn giản, nhưng mà nó lại có những cái nét coi như là cái văn hóa nghệ thuật của nó. Bởi vì cái ảo thuật này nó mang tính chất không lừa đảo được. Cho nên nó, bởi vì đôi khi giới thiệu cộng đồng có thể là tôi sắp một võ đồ. Tôi đến một cái ngã ba nào đó, ảo thuật hè phố, diễn một hai cái mọi người nhìn thấy, người ta công nhận rồi là những cái tầng lớp mà người ta yêu thích môn nào mình trực tiếp dạy người ta mình lấy tiền. Đó là đời sống đó, ta gọi cái đó là tất nhiên là không mang tính chất coi như vào một cái tập thể, một cái vướng bận, một một cái gì hết. Rồi em hiểu đó, đó là ảo thuật. Còn nếu mà nay mai mình về á, mà mình nói thẳng với cộng đồng luôn, mình không có nhà, nói thiệt, nói thẳng ai thương á, mà lỡ người đó có thương mình mà không có nhà, không có cửa thì ok, lấy thân mình lấp đổ cho mai, vượt lên chính mình. Rồi thuê mặt bằng, mở lớp dạy, em bán cà phê, đậu đệ tử vô nó bu gọi đông, nó học, nó hỏi là em bán như đó là đủ đóng được mặt bằng là em sống qua ngày rồi. Còn có tiền của anh này để đó, lâu ngày đầy tháng nó cắt cái nhà rồi, hoành tráng Hồ Chí Minh ánh sáng ngàn năm luôn, lịch sử luôn. Đó, chứ bao năm qua rồi nó nói thẳng mình làm ra đồng tiền, không có người phụ nữ bên cạnh giữ. Cho nên đôi khi đó, làm 2 ngày là nghỉ 5 ngày, 10 ngày cũng có. Đó. Chứ bây giờ nghĩ bây giờ tuổi này bây giờ mình làm mình để rồi, bây giờ không có để cho ai hết. Con không có luôn, vợ cũng không luôn. Thật sự là nếu mình ngồi ở đây mình nói với cộng đồng nghe nó, cha thằng này nó láo, đang có vợ con thì dốc là không thể nào được. Ở đây có là cái gì cũng khai đòi. Ý anh nói bây giờ là cuộc sống của anh là làm không có mục tiêu, không có cho con, không có con để mà làm cho con, và cũng làm ra đồng tiền cũng không có người phụ nữ để giữ gìn đồng tiền đó. Cho nên là làm được đồng nào thì sao đồng đó. Sao đồng đó. Rồi nếu có từ thiện được thì từ thiện. Mà từ thiện đôi khi mình không dám dùng cái danh từ từ thiện. Mình từ thiện người ta có 50-30, mà người ta từ thiện có 50-30 tỷ kìa. Mang cái ảnh hưởng chung là mình cũng là dựa cái ké vào, cũng là mang cái tiếng từ thiện, đúng không? Đó, từ thiện ít mắt thấy tai nghe thực tế, lúc ngạt, lúc đói, lúc rách, lúc đau, lúc bệnh, cái nhiều còn có 50-30%, ok, móc túi hy sinh liền. Rồi ok, người đang làm trời đang nhìn, không có sao hết. Thì thôi để cái đi thôi, bây giờ nãy giờ mình nhiều quá rồi. Thì bây giờ để Tuấn Vĩ lại với mình là coi như là một bản. Để lâu lâu Tuấn Vĩ kết nối yêu thương, cũng hay có một hai tiếng hát và hai tiếng ca với cộng đồng cho nó có gọi là, đúng không? Rồi bây giờ mình chơi cái bản rồi. Anh lấy đường đi. Mình tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoài ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đầy. Nhưng chẳng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, buồn miên man khắt khoải chìm giữa khung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vàng vó vùng ngoài ô, có người mong hôm nào tôi đi quê cũ thừa người vì hy sinh
cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoài ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vài súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh. Chành lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đầy. Khóm hoa làng dẫu thưa lối xóm mình còn kia mà sao vẫn âm thầm. Sương rơi mênh mang khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô. Dù mình đến đây mình mang cái tâm sự là để kết nối yêu đương, cái quãng đời còn lại dù được hay không, đó là cái niềm vinh dự, cũng là cái niềm tự hào. Thì được thì càng tốt, mà không được nữa thì mình sẽ gửi lại cho các cô chú đó, những người nào được có sự là may mắn hơn đó, thưởng thức coi như là một bản nhạc. Rồi đó cũng là một cái kỷ niệm cây khô để lại lá vàng, người đi để lại muôn vàng cái thương. Đó là tuổi đời. Tuổi đời trắng đen côi gót môn đại lộ buông đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa hồn lắng tâm tư đi vào dị vãng đơn tình không chung lối mang nói tiếng yêu thương. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc mong vừa tròn tình thắm môi nồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ ngày mai em bước theo chồng. Em xa ngang rồi ôm kỷ niệm vào quên lãng hôn lên tóc mềm lè sau tấm mắt đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không còn tôi giá từ đi em ơi. Người vai lên xe hoa kỷ niệm buông vào hôn dành môi tắt ăn nụ cười say phút bên em nay còn đâu nữa ngàn ngào trong thương nhớ ngày mai em bước theo chồng. Dài phút bên nhau nay còn đâu nữa ngàn ngào trong thương tiếc ngày mai em bước theo chồng. Tuyệt vời. Dạ. Em rất là vui khi được gặp anh hôm nay, coi như là làm em sáng mắt ra, em hết buồn ngủ rồi đó. Bây giờ vậy thì cuối chương trình á thì anh có muốn nhắn nhủ đến chị Vàng điều gì mà anh muốn bày tỏ hay không thì anh cứ tự nhiên, còn nếu không nữa thì mình sẽ kết thúc buổi trò chuyện này và mình rồi. Hẹn gặp lại. Thôi bây giờ mình cũng sự thật, bởi vì là ở đây mình không phải là tiền tài danh vọng gì. Nhưng mà trong cuộc sống của người ta hai bên đều có cái sự là cảm thông. Và cái sự là hiểu nhau và thông cảm cho nhau, vị tha cho nhau.
đó là cái mục đích trong cuộc sống và tương lai hạnh phúc của con người. Dạ. Muốn có cái sự bền bỉ. Dạ. Muốn có cái sự tốt đẹp, muốn có ngày mai thì ngày nay ta sẽ tốt đẹp mới có được ngày mai. Dạ. Đó thì dạ. Nếu mà Hoàng cảm thấy rằng không chơi mình một cái gì đó thì có thể là chấp nhận đến với nhau là một mốc xích với ngày tháng còn lại, rồi mình siêu vật dìu dắt bước lên để những cái sự gì mình bữa coi như là ca hát hoặc là cái gì đó, rồi thế nào thế này thì vô tư đó, đó là cái động lực coi như là giúp cho cái tuổi quãng đời mình còn lại. Còn nếu mà Hoàng mà cảm thấy rằng mình thua thiệt hoặc là mất mát so với mọi người khác, cạnh tranh không nổi không được thì hai chữ là xin tạm biệt chim mén. Rồi là còn một cái người duy nhất thứ hai nữa, đó là cái người là Phú Yên đó, Quy Nhơn Quảng Ngãi đấy, Bình Định đấy, cũng là người đó. Là sao không phải mình trò tới dài, không phải là người đàn ông quơ bên này không được, chụp bên kia có bằng ngưỡng không, nhưng mà nó phù hợp với cái tâm trạng đó. Mà nếu hai người này á mà không là có cái động lực mà coi như tạo điều kiện, coi như là chấp nhận cho mình hai chữ kết nối á, thì mình khẳng định á, với lại bà con cô bác với Tuấn Bị chỉ có một người là sẽ được, là 100% là sẽ được. Nếu hai người này không được thì còn một người 100 phần triệu sẽ được. Chú Tuấn biết ai không? Chỉ còn có cách những người ở dưới chịu thôi. Người ở trên không chịu, chỉ còn người ở dưới chịu thôi. Thôi xin chào nhé, rồi gửi lời chào nghe chút rồi các cái chấp rồi ok rồi chào. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa giao lưu với một người nghệ sĩ cũng rất là vui vẻ. Đó thưa quý vị, tâm hồn người nghệ sĩ là như vậy, luôn vui vẻ và luôn hồn nhiên trước mọi người. Nên nếu mà chị Vàng không chấp nhận thì nếu có ai quan tâm và yêu thương anh thì chúng ta hãy cùng liên hệ và kết nối để đôi bên sẽ được làm quen với nhau, rồi đi tiến xa hơn nữa thì sẽ thành ý trung nhân của nhau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.